Bài số 3 ông đã giải rồi đúng không? Rồi ví dụ giờ ông đã giải bài 3.4 nè. Tức là cho cái mạng điện như hình vẽ, áp nguồn xoay chiều 3 pha, tần số là 50 Hz. Điện trở các sợi dây dẫn người ta cho hết rồi. Mạng điện được nối theo cái sơ đồ gì? Được nối theo cái sơ đồ gì? Chúng ta nhìn vô. Ôn tập luôn. Cái điểm trung tính nguồn nối xuống đất thì chúng ta được một cái chữ T. Nên cái sơ đồ này là cái sơ đồ chắc chắn là sơ đồ T rồi. Mà T gì? Rồi, vỏ thiết bị nối xuống đất. Ở đây chúng ta thấy là đây là nối xuống đất ha. Và cái vỏ thiết bị. Đây. Xuống đất. Và cái sơ đồ này chính là cái sơ đồ TT. TT thì thôi ta không có xác định gì nữa cả. Nó chỉ có TT, chỉ có duy nhất một cái sơ đồ thôi. Còn cái TN thì các bạn phải xác định là TNS hay TNC hay TNCS thì mới có điểm, mới đủ điểm. Đây là cái sơ đồ TT. Ưu khuyết điểm chính thiết bị bảo vệ chống chạm vỏ phạm vi ứng dụng. Thì nãy cũng có nhóm ta đã trình bày rất là kỹ rồi. Về cái thiết bị bảo vệ thì mình có lưu ý là ở cái sơ đồ TT mà cái thiết bị bảo vệ chống chạm vỏ thì bắt buộc mình phải sử dụng LCD thôi. LCD. Tại vì cái dòng điện chạm vỏ nó sẽ đi từ nguồn, nó đi qua vỏ. Trong cái trường hợp này thì mình sẽ thấy cái dòng điện chạm vỏ nó đi như vậy, nó đi từ nguồn rồi nó đi qua cái điểm chạm, nó đi qua vỏ, nó đi qua đây. Đây, nó đi theo cái đường này. Và mình thấy là cái dòng điện chạm vỏ là bằng điện áp nguồn chia cho điện trở của nối đất là 4 ohm với 10 ohm. Nên nó khoảng là 15,7 mấy ampere. Đối với cái dòng điện này thì CB nó không có cắt nổi, tại vì CB là nó cắt quá dòng. Còn cái dòng điện này thì nó cũng tương đương với dòng làm việc của tải, là nhiều khi nhỏ hơn nữa. Nên bắt buộc phải sử dụng LCD. Rồi các bạn lấy lý thuyết này chép lại thì nó sẽ ra được cái câu A. Thiết bị hai chạm vỏ pha A vẽ phân bố dòng chạm vỏ, tính trị số dòng chạm vỏ trong trường hợp này. Rồi bây giờ rồi bây giờ chúng ta sẽ làm. Vẽ phân bố dòng chạm vỏ là bằng là mình đã vẽ rồi đây. Cái sơ đồ mà đường màu đỏ này chính là phân bố dòng chạm vỏ. Chúng ta xây dựng cái sơ đồ mạch tương đương. Chúng ta có là cái sơ đồ mạch tương đương
sơ đồ mạch tương đương ha. Tương đương thì mình đi theo cái đường đi của cái dòng điện. Thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ mạch điện tương đương như thế này. Điện áp của nguồn, dấu cộng, dấu trừ, đây là U, U pha. U pha bằng 220V. Và tới cái điểm O, R, O, E phẩy. Đây là R, O, E phẩy. Thì R, O, E phẩy nó chính là bằng 0,1 ohm. Không phải một ohm. Rồi. Từ E phải nối xuống cái điểm B. E phải B nó là 0,15 ohm. Chúng ta thấy ha, đây là cái điểm E phải nè. Rồi. Từ E phải nối xuống cái điểm điểm B. Mình có là R E phẩy B. Cái giá trị này ta cho rồi, E phẩy B là 0,15 ohm. Và đây là điểm điểm B. Điểm B nó trùng với điểm C. Và đây chính là cái vỏ của thiết bị số 2. Từ vỏ nó nói lên cái điểm E ha, chúng ta có là EC. EC ta cho rồi, đây qua điểm điểm E rồi, rồi đây chính là cái điểm E. Thì mình có là R EC, REC ta cho rồi, cũng bằng 0,15 ohm luôn. Rồi EC các bạn có thể vẽ qua chiếu vô đường chéo này cho nó ghi nhanh gọn. Rồi đây EC, rồi E qua A. Đây là R EA. REA ta cho rồi, 0,15 ohm luôn. Và từ cái điểm E nó nối xuống đất, đây chính là đất. Điểm A nó nối xuống đất. Đây chính là đất ha, đây chính là điểm đất nè. Đó. Từ cái điểm A này nối xuống đất là bằng 10 ohm. Chúng ta có R nối đất thiết bị là bằng 10 ohm. Ở phía đây. Ở phía đây chính là cái điểm N. Từ cái N này nối xuống dưới đất dưới đây thì nó có một cái R nối đất hệ hệ thống. Đây là R nối đất hệ thống là bằng 4 ohm. Đó là chúng ta đã vẽ được cái sơ đồ mạch điện tương đương. Thôi, công công kệ nữa. Nhìn theo cái sơ đồ mạch điện tương đương, chúng ta thấy đây là chính là cái dòng y chạm vỏ đi, ICV. Mình tính cái dòng y chạm vỏ thì bằng cái U chia cho R tương đương của toàn mạch. R tương đương này thì mình cứ cộng lại đây. Chúng ta có 0,1 ohm cộng cho cái bài này thì dễ rồi, 0,15
cộng với 0,15 cộng với 0,15 rồi cộng với cộng với 10 cộng với 4 ohm, R tương đương 0,1. Chúng ta cộng 0,15 cộng với 0,15 cộng với 0,15 cộng với 14 là 14,55. Coi còn thiếu điện trở nào. Chúng ta có 0,1 ha, cộng cho EB, EB là bằng 0,15 cộng với E'C, 0,15 cộng với EA, EA bằng 0,15 rồi cộng với 14 luôn. Rồi, 14. Chúng ta có là cái điện trở là bằng 14,55 ohm. Vậy thì cái dòng y chạm vỏ bằng U, U của mình là 220 chia cho 14,55. 220 chia cho 15,12 ampere. Đó chính là cái dòng điện chạm vỏ. Tính cái dòng chạm vỏ trong cái trường hợp này em đã tính xong rồi. Xác định điện áp vỏ thiết bị 1, 2, 3 tăng lên bao nhiêu so với điện thế chuẩn bằng 0. Điện thế chuẩn, cái điện thế chuẩn của mình á chính là đây nè, chính là đây. Vậy thì tất cả cái vỏ thiết bị chúng ta so với cái điểm đất này và mình coi lại cái sơ đồ mạch điện. Cái vỏ thiết bị 1 là nối vô điểm F mà F với E là trùng với nhau tại vì dòng điện bằng không. Chúng ta tính cái điểm E. Thiết bị số số 2 thì tính vô cái điểm điểm C. Còn thiết bị số 3 thì tính vô điểm A. Ha, nhìn vô sơ đồ. Rồi chúng ta có là cái U vỏ thiết bị số số 1. U vỏ thiết bị số 1 chính là E, tính cái điểm E. Chúng ta U vỏ của thiết bị 1. Cái thiết bị 1 chính là tính được cái điểm E này. Tính cái điểm từ điểm E này tính tới cái đất chính là V vỏ. Chính là cái V này. Thì mình có là cái dòng y chạm vỏ thôi, chúng ta lấy cái dòng y chạm vỏ và nhân cho 0,15 cộng với 10 ohm. Chúng ta lấy 10 ohm cộng với 0,15 đây. 10 cộng với 0,15 là bằng 15,12, chúng ta nhân với 10,15. 15,12 nhân với 10,15 là 153,468. Phẩy 468 V ha. 468 V.
Đây chính là ưu vỏ thiết bị 1 nè. Thiết bị 2. Thiết bị 2 chính là cái điểm C. Thiết bị 2 chính là tính, ta tính dưới điểm C này tới cái điểm đất. Tính này. Đây tính này, tới đất. Vậy thì U vỏ của thiết bị 2 là bằng, cũng bằng Y chạm vỏ, nó chỉ có một cái dòng điện thôi, nhân cho 10, chúng ta cộng cho 0,15, rồi chúng ta cộng cho 0,15 nữa, bằng 15,12 nhân cho 10,3, 155,736. Bảy ba sáu bốn. U vỏ 3. U vỏ 3. U vỏ 3 chính là cái điểm A. Chính là điểm A này, chúng ta tính tới đất. Thì chúng ta nhìn vô sơ đồ mạch điện đây, cái này thì mình dùng cái kiến thức định luật ôm này kia là có thể áp dụng để tính được rồi. Cái Y chạm vỏ và mình nhân cho 10 ôm là 15,1,2 V. Đó là chúng ta tính được cái điện thế của thiết bị 123 so với đất. Vậy chúng ta kết luận về an toàn thì nếu như mà cái thiết bị bảo vệ bên trong mạch này nó không chắc thì người sẽ được sẽ nguy hiểm, tại vì ở đây chúng ta tính cái u tiếp xúc nữa ha, u tiếp xúc mà chúng ta mới tính u vỏ thôi, tính u tiếp xúc. Chúng ta nhìn lại cái đây u tiếp xúc 1 thì mình thấy là cái người số 1 này đứng cách xa điện cực này trên 20 mét. Vậy thì cái u đất do cái dòng điện ở cái nối đất số 1 này là bằng bằng 0, so với cái điện cực 2 này cũng là lớn hơn 20 mét luôn, nên cũng bằng bằng 0. U đất của người 1 này là bằng 0. Còn cái u tiếp xúc 2 này nè, cái này u tiếp xúc 2 thì bằng u vỏ trừ cho u đất. Và u đất này chúng ta thấy là nó người đứng cái cách điện cực này là 5 mét. Thì chúng ta có cái u đất ở dưới này nữa. Thì từ đây mình thấy chính là đây chúng ta tính tới cái u tiếp xúc 1 thì bằng u vỏ 1 trừ cho u đất 1. U vỏ 1 là bằng 153,468 trừ cho u đất bằng 0. Rồi người đứng cách xa điện cực trên 20 mét thì u đất bằng 0, bằng 153,468 ha.
468V và nó lớn hơn U cho phép. U cho phép người ta cho là 20V này phải, để coi. U cho phép là 25V. Thì chúng ta kết luận đây là nguy hiểm ha, nguy hiểm. U tiếp xúc 2. U tiếp xúc 2 thì chúng ta có là U vỏ. U vỏ 2 trừ cho U đất 2. U vỏ 2 tính trên rồi 155. Tính đây nè. 155,736. Chúng ta trừ cho U đất 2, U đất thì bằng rô đất. Rô đất người ta cho là 100 per mét. Rô đất là một trăm, rô đất y đất, y đất của mình chính là 15,12 luôn. Rô đất y đất chia cho 2 pi và nhân cho x, x mình là 5 mét. Và chúng ta bấm máy ra 155,736, chúng ta trừ cho 100 nhân cho 15,12 chia cho 10 chia cho 3,14, 107,58. Và nó cũng lớn hơn U cho phép luôn. Thì ta cũng kết luận là nguy hiểm. U tiếp xúc 3. U tiếp xúc 3 thì bằng U vỏ 3 trừ cho U đất 3. Chúng ta có U vỏ 3 có rồi. 151,2 trừ cho. Và mình thấy, chúng ta thấy đây, cái thiết bị so cái người này đứng cách điện cực này trên 2 mét thì cái U đất nó bằng 0. Và trừ trừ bằng 0 là bằng 151,2 V và nó cũng lớn U cho phép luôn. Và nó kết luận được là nguy hiểm. Rồi. Cái câu C thì cái này câu lý thuyết thôi. Nó đơn giản. Cứ cái câu B này. Rồi câu B coi như xong ha. Chúng ta giải thêm một bài nữa chúng ta nghĩ ha. Vậy thì cái câu này coi như xong. Cái câu số 3 chúng ta xong rồi. Anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. With me tonight, if I said what's on my
run and hide. Oh, what then make you run and hide? Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Running high, running high, running high.
ví dụ như bài 7.3 thì nó thấy đây chính là cái sơ đồ TNC thôi. Nói chung cái sơ đồ mà nhìn vô có chữ band thì chắc chắn là TNC thôi, hoặc là TNCS, nó có nếu như có cái band band mà nó có lúc thì BE lúc thì dây band nữa thì ta TNCS. Rồi ví dụ mình làm cái bài này. Ví dụ ta làm bài 7.3 đi, cái sơ đồ TN. Bài 7.3. Thì mình sẽ vẽ cái đường đi của dòng điện. Cái dòng điện đi theo đường này. Và tới cái điểm chạm. Một đường đi qua cái N. Rồi. Một đường nó đi theo đường này. Người ta yêu cầu gì? Vẽ cái phân bố dòng chậm rõ. Là chúng ta đã làm xong, vẽ cái đường màu đỏ đỏ trên là xong. Sơ đồ thay thế mạch dòng chậm rõ. Rồi bây giờ chúng ta vẽ cái sơ đồ thay thế mạch dòng chậm rõ. Rồi chúng ta như đây ha. Chúng ta làm cái bài 3.7. Thì mình người ta yêu cầu chúng ta là vẽ cái sơ đồ thay thế mạch dòng chậm rõ. Mạch dòng chậm vỏ thì mình cứ đi theo cái đường đi của dòng điện. Đầu tiên mình có cái nguồn, nguồn thì tới điểm O, chúng ta nhìn vô nó chính là điểm O. O thì qua cái điểm này nó khó nhìn quá vậy. Điểm nó điểm F phẩy ha, cái điểm O tới F phẩy. O thì tới F phẩy R F phẩy O. Đây chính là điểm F phẩy. F phẩy thì tới cái điểm E phẩy R F phẩy E phẩy. Tới là đây là điểm B. R E phẩy B. B thì với C nó chạm nhau là BC trụng nhau rồi. Đây BC trụng nhau. Rồi tới C nó qua E ha. C. C thì nó qua cái điểm điểm E. Đây là điểm E. R CE. Rồi, chúng ta có bên đây chính là điểm N. Thì N nó nối qua R NF. Rồi. F R E F. Rồi cái nhánh dưới đây. Nhánh dưới đây nó có là một cái là R nối đất hệ thống.
Rồi, còn điểm này chính là điểm đất nè. Ở đây R nối đất thiết bị, à nối đất lặp lại. R nối đất lặp lại. Những cái giá trị này chúng ta có hết rồi. Thì mình sẽ tính được cái những cái dòng điện cần tính đây là dòng chạm vỏ. Cái dòng tổng hay dòng chạm vỏ. Cái dòng điện này chính là cái dòng điện trên dây trung tính. Và cái dòng điện này là cái dòng điện đi vào đất, dòng y đất. Tí số vô chúng ta cho dễ tính đi, cái này là bằng F phẩy ô. F phẩy ô là 0,05 ôm. F phẩy ô 0,05 ôm. E phẩy F phẩy là 0,1 ôm. Rồi. E phẩy B. E phẩy B là bằng 0,05. CE. CE là bằng 0,05 ôm. EF là bằng 0,2, đây là 0,2 ôm. NF, NF là bằng 0,1 ôm. Đó. R nó đắt hệ thống này là 4 ôm. Nó đắt lặp lại đi 10 ôm. Có đầy đủ điện trở hết rồi, chúng ta có thể tính được R tương đương của toàn mạch là bằng 0,05. Chúng ta cộng cho 0,1 cộng cho 0,05 cộng cho 0,05. Cộng này ha, cộng này. Cộng này. Cộng này rồi bốn cái đây. Rồi cộng với 0,3 song song với không phẩy ba song song với 14 ôm và người ta bấm máy thôi. 0,05 cộng cho 0,1 cộng 0,05 cộng cho 0,05 cộng cho 0,3 nhân cho 14 chia cho 14,3 0,544 ha. Cái này người ta có 0,544 ôm. Vậy chúng ta hoàn toàn tính được cái dòng chậm vỏ. Dòng chậm vỏ thì bằng điện áp của nguồn là 220 chia cho 0,544. Bốn trăm lẻ bốn phẩy sáu ba ampe. Đó, 404,63 ampe. Chúng ta tính cái dòng IN. Dòng IN thì mình áp dụng cái công thức phân dòng thôi. Bằng 404,63. Chúng ta nhân cho 14. Chúng ta chia cho 14,3. Ba trăm chín mươi sáu phẩy mười bốn. Chín mươi sáu phẩy mười bốn ampe. Tính cái dòng y đất thì cũng 44,63. Chúng ta nhân cho 0,3 chia cho 14,3. 404,63 nhân cho 0,3 chia cho 14,3 8,49. Ampere. Bạn lấy hai dòng này cộng lại có nó là 404,63 không? Thì là đúng 396,14.
Rồi ha, ok, đúng rồi. Như vậy là chúng ta đã tính được cái dòng chậm giỏ trong trường hợp này rồi. Và chúng ta tính những cái dòng để mình xác định cái u chậm vỏ này kia cho nó dễ. Xác định điện áp vỏ thiết bị tăng lên bao nhiêu so với điểm trung tính N. Người ta chơi đáng mắt, người ta không có hỏi là đến đất. Người ta không hỏi tới điểm này. Ở đây cái trong cái bài này ta không hỏi tới điểm này nha. Mà ta hỏi tới điểm này. Đây, người ta hỏi tới điểm N. Người ta hỏi là cái điện điện áp vỏ thiết bị tăng lên bao nhiêu so với điểm này. Chứ không phải so với điểm này. Chúng ta chú ý. Hồi nãy chúng ta có là vỏ thiết bị một chính là cái điểm F. Thiết bị một chính là cái điểm F. Điểm F là điểm này. Đây. Vậy thì chúng ta có là U vỏ thiết bị một mà so với cái điểm N chính là U F N. U F N thì bằng I N nhân cho R N F. Và I N ta có rồi. 396,14 mình nhân cho R F N chính là 0,1 ôm. Thì nó chính là 39,614 volt. U vỏ thiết bị 2 chính là cái điểm điểm C. À, thiết bị 2 tính nó hơi khó tí thôi, tính điểm C này, điểm C này ha. Vậy thì bằng U C N. U C N thì bằng U C E cộng với U E N. U C thì bằng điện trở là 0,05 và nhân cho cái dòng chậm vỏ là 404,63 giờ chúng ta cộng cho UEN thì bằng 0,3 nhân cho 396,14 ampere chính là cái dòng điện IN 0,05 chúng ta nhân cho 404,63 cộng cho 0,3 nhân cho 396,14 139,07. Mấy số này thì có gì bấm lại giúp mình nha. Bấm có lần không có nhiều khi nó lộn. Đây. Điện thế vỏ thiết bị số 3 so với điện N. Thiết bị số 3 chính là điểm E nè. Thiết bị số 3 chính là điểm E này luôn. Tại vì D D với E là nó không có dòng nên điểm D trùng với điểm E luôn. U vỏ thiết bị 3 chính là bằng U E N. U E N tính rồi. U E N thì bằng 0,3 nhân cho 396,14. 0,3 nhân cho 396,14. 118,842. Phẩy 842 volt.
Xác định điện áp tiếp xúc. Khi người chạm tay vào vỏ thiết bị 1, 2, 3. Kết luận về an toàn. Ở đây người ta hỏi U tiếp xúc ha. U tiếp xúc 1. Rồi ở đây. Ở đây thì người ta yêu cầu là, bắt đầu người ta yêu cầu là tính cái U tiếp xúc. U tiếp xúc 1. U tiếp xúc 1 là bằng cái U vỏ 1 trừ cho U đất. Mà cái U vỏ 1 là bạn phải tính so với cái điểm đất này nha, thì là mới đúng. Còn đây cái trên câu trên là lại tính theo N. Chúng ta không dùng cái này để tính U tiếp xúc được, mà phải tính lại. U tiếp xúc 1 thì nãy là điểm điểm này. U tiếp xúc 1 là bằng U vỏ 1 mà so với đất nha. U vỏ mà so với đất á, chúng ta trừ cho U đất. Thì ở đây U vỏ thiết bị 1 là điểm F này, so với điểm đất này mình có là bằng IN nhân cho câu này, nó hơi khó tí thôi chứ không khó dữ. NF trừ cho Y nối đất thiết bị và nhân cho Y Y đất. Thì cái này, cái cụm đầu tiên đó chính là U vỏ của thiết bị 1 mà so với đất. Chúng ta áp dụng cái định luật Kirchhoff thôi cho bằng này. Rồi trừ cho U đất mình thấy là cái người số 1 đứng cách xa điện cực là trên 2 mét thì khỏe rồi, U bằng 0. Giờ thấy số thôi, bằng IN có rồi 396,14 nhân cho IRNF. RNF là bằng 0,1 trừ cho Y đất là 8,49 và chúng ta nhân cho Y nó đất là 0,10 là 4 ohm chứ lộn. Bằng 4 ohm. Và chỗ này mình có là bằng 396,14 nhân cho 0,1 trừ cho 8,49 nhân cho 4, 5,654 5,654 vòng. Đó chính là U tiếp xúc 1. Và chúng ta thấy là ở đây người ta cho là hỏi có an toàn hay không, nhưng mà người ta cho là cái ngưỡng nguy hiểm. Rồi chúng ta coi cái an toàn không ha. Thì bây giờ chúng ta lấy cái dòng Y người số 1 là bằng U tiếp xúc 1 và chia cho R người. R người ta không cho, người ta không cho, chúng ta lấy bằng 2 ký bằng 1 ký cũng được. Ta đã cho. Mà người ta không cho R người ha. Rồi người ta nếu không cho thì chúng ta lấy R người bằng 1 ký lô ôm đi. Cho nó chia cho nó nhà nó chẳng mà. 5,654 và chia cho 1 ký là bằng 5,654 miliampere và nó nhỏ hơn Y cái ngưỡng là bằng 10 miliampere. Vậy chúng ta suy ra được người 1 là an toàn. Người 1 an toàn.
tiếp xúc của cái người hai. Tương tự, cái người hai là tiếp xúc vô điểm B này, chúng ta tính cái u vỏ điểm B này so với đất. Còn cái thiết bị số 3 thì đi tính cái điểm E này, chúng ta cũng tính cái chúng ta tính đây. Chúng ta tính U vỏ 2 mà so với đất này nha. Rồi, chúng ta tính này so với U vỏ 2 mà so với điểm này. Tại vì câu này nó hỏi, đầu tiên nó hỏi thì nó hơi làm khó mình. Nếu như là người ta hỏi là cho tính đến cái điểm này luôn thì khỏe mình rồi. Mà ta hỏi là tính u vỏ so với điểm này mới chết mình. Đó. Thì phải bắt ra buộc phải tính lại khi mà tính u tiếp xúc. Tại vì bạn tính u tiếp xúc thì chúng ta lấy u vỏ, mà u vỏ này chính là so với đất nha. Trừ cho u đất. Trừ cho u đất thì chúng ta biết rồi, u đất bằng rô đất y đất chia cho 2 pi x. Rồi, cái câu vỏ 1, vỏ 2 tương tự nha. Vỏ 2 với vỏ 3 này tương tự. Chúng ta về một lần. Rồi, hôm nay chúng ta tất nghỉ đây ha. Rồi bây giờ thì tuần sau chúng ta có cái bài tập lớn, là cũng thuyết trình, chúng ta 6 nhóm ta thuyết trình hết nha. Cái bài tập lớn thì cũng chuẩn bị bao bon, rồi nộp cái file báo cáo vào trong hai cái đường link mà mình đã gửi cho anh hết rồi. Đây chúng ta có hai cái đường link. Đây cái link mà nộp cái bài tập và thuyết trình. Nộp cái bài tập thuyết trình ta kích vô đây. Để chúng ta nộp thôi nha. Thấy có một nhóm đã gửi đây nè. Chúng ta chỉ cần đại diện nhóm ta gửi thôi, không cần phải thiết với tất cả các bạn đều gửi. Mình sẽ chấm điểm theo nhóm. Còn cái link nộp bài tập lớn. Đó, thì chúng ta cũng nộp vào đây. Bài tập lớn thì cái thứ nhất là chúng ta nộp cái file thuyết trình luôn, tại vì chúng ta phải làm file thuyết trình để bảo vệ cho nó tốt. Cái thứ hai là mình nộp một cái file thuyết minh. Thuyết minh thì đóng cái trang bị rồi chúng ta đánh một hai cái lý thuyết cơ bản về chống xét này kia rồi nó báo cáo sơ sơ thôi. Và cũng những cái cơ bản là giống như cái file PowerPoint. Chúng ta tính toán ta báo cáo với cái file đó. Và nhớ là cái tất cả các file báo cáo phải có tên đầy đủ các thành viên của nhóm. Mà trang bị mà thiếu bạn nào thì bạn đó coi như không có điểm nha. Tại vì chúng ta làm việc nhóm ta phải nhớ là cái trang bị phải có đầy đủ tên nhóm, tên thành viên. Rồi, mình có thắc mắc gì các bạn? Dạ thầy, em file mình làm bài tập lớn là mình nộp file PowerPoint với bài file Word đúng không thầy, hay là nộp một trong hai file? Đúng rồi, cái file Word luôn. Cái file Word thì cũng đơn giản, không có gì gọi là nó cao siêu cả. Cái thứ nhất là mình đánh một hai lý thuyết cơ bản, rồi những cái gì tính toán phạm vi bảo vệ giống như cái bên cái file PowerPoint á, mình copy bỏ qua thôi, cũng đừng có tốn thời gian cho nó nhiều nha. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi, thắc mắc nữa gì nữa nè. Tuần sau thì chắc 6 nhóm ta báo cáo chắc chừng khoảng 7 giờ, chắc 7:15 mà không có nhiều đâu. Nên ta sẽ có một tiếng ta ôn tập tiếp. Rồi, nếu như không thì chúng ta nghỉ đây nha. Tuần sau có gì thắc mắc thì chúng ta hỏi tiếp.
Dạ. Rồi, chào các bạn. Rồi, chào Phương. Em chào thầy. Rồi, cảm ơn nhiều nhé. Rồi, buổi tối vui vẻ.